Quý vị, ngày hôm nay, miền Bắc khởi đầu tuần mới với bầu trời âm u và xám xịt hơn thường lệ, báo hiệu những sự thay đổi về thời tiết trong những ngày tới. Và quả thực đó sẽ là một sự thay đổi lớn khi một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đang tràn về. Mùa đông trong nỗi nhớ mà nhiều người nhắc đến trong những ngày nắng nóng bất thường vừa qua rồi cũng sắp đến. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện tại khối không khí lạnh vẫn đang còn cách nước ta khoảng gần 500 km. Dự báo đến trưa ngày 25 tháng 11, gió mùa đông bắc sẽ về đến thủ đô Hà Nội. Khác với những lần trước, đợt này, cường độ không khí lạnh được xem là mạnh nhất từ đầu mùa và mang đến cảm giác rét thực sự của mùa đông. Dù rằng mức độ sẽ không xuống thấp như vào tháng 9 đông, nhưng ra đường áo khoác dày là cái không thể thiếu. Lần này không khí lạnh sẽ xuống trực diện theo hướng Bắc Nam, cộng với cường độ mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, với liên tục những đợt bổ sung tràn xuống ngay sau đó, nên sẽ duy trì nền nhiệt thấp nhất từ 15 đến 23 độ ở vùng đồng bằng từ giữa tuần này cho đến hết tháng 11.